kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 14 tháng 7 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, hội tụ gió trên cao và rãnh áp thấp tiếp tục gây mưa cho các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc và Đông Bắc trong đêm nay. Có nơi có mưa vừa mưa to, bà con nơi đây cần cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh trong mưa dông cũng như là nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ quét. Ngày mai vùng núi trời nắng nhẹ, nhiệt ở mức là từ 30 cho đến 33 độ. Còn vùng đồng bằng và tỉnh Hòa Bình nắng mạnh hơn, nhiệt ở mức từ 33 đến 36 độ, trời oi nóng. Trong khi đó, nắng nóng và nắng nóng gay gắt vẫn bao trùm các tỉnh thành miền Trung trong ngày mai. Nhiệt trưa chiều dao động ở ngưỡng từ 34 đến 37 độ. Vùng núi phía Tây Bắc và Trung Trung Bộ thì có nơi cao hơn. Ở phía Nam, từ chiều tối mai, gió Tây Nam phát triển mạnh hơn nên mưa dông xuất hiện nhiều trở lại. Còn ban ngày thì trời vẫn có nắng, cường độ nắng không quá mạnh. Thưa quý vị và bà con, trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi hiện nay gây tổn thất lớn cho ngành chăn nuôi nước ta. Song song với việc phòng chống dịch bệnh thì người chăn nuôi cần thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học để tiếp tục duy trì, ổn định, phát triển đàn lợn. Bà con cần lưu ý một số kỹ thuật chăn nuôi lợn an toàn sinh học như sau. Đầu tiên là về yêu cầu về chuồng trại, vị trí xây dựng trang trại phải phù hợp với quy hoạch của địa phương, trại chăn nuôi phải bố trí riêng biệt các khu, khu chăn nuôi, khu vệ sinh, sát trùng thiết bị chăn nuôi, khu cách ly lợn ốm, phải có hố khử trùng ở cổng ra vào trại chăn nuôi, khu chuồng nuôi và tại lối ra vào mỗi dãy chuồng nuôi. Các kho thức ăn, kho thuốc thú y, kho hóa chất và thuốc sát trùng, kho thiết bị phải được thiết kế đảm bảo thông thoáng, không ẩm thấp và dễ vệ sinh, tiêu độc khử trùng. Yêu cầu về con giống thì lợn giống mua về nuôi phải có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh, có đầy đủ giấy kiểm dịch và phải có bản công bố tiêu chuẩn chất lượng kèm theo. Trước khi nhập đàn, lợn phải được nuôi cách ly theo quy định hiện hành. Yêu cầu về thức ăn, nước uống. Thức ăn sử dụng cho chăn nuôi lợn phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn và khẩu phần ăn của các loại lợn. Không sử dụng thức ăn thừa của đàn lợn đã xuất chuồng, thức ăn của đàn lợn đã bị dịch cho đàn lợn mới. Nước dùng cho lợn uống phải là nước sạch. Yêu cầu về vệ sinh thú y, chất sát trùng tại các hố sát trùng ở cổng ra vào trại chăn nuôi, khu chăn nuôi và chuồng nuôi phải bổ sung hoặc thay hàng ngày. Các phương tiện khi vào trại chăn nuôi, khu chăn nuôi phải đi qua hố khử trùng và phải được phun thuốc sát trùng. Mọi người trước khi vào khu chăn nuôi thì phải thay quần áo, giày dép và mặc quần áo bảo hộ của trại. Các thiết bị dụng cụ chứa thức ăn, nước uống phải đảm bảo dễ vệ sinh, tẩy rửa sau mỗi lần sử dụng. Định kỳ phun thuốc sát trùng xung quanh khu chăn nuôi, các chuồng nuôi, thực hiện các quy định về tiêm phòng cho đàn lợn theo quy định, áp dụng phương thức chăn nuôi cùng vào cùng ra. Sau mỗi đợt nuôi phải làm vệ sinh, tiêu độc khử chuồng, dụng cụ chăn nuôi và để trống chuồng ít nhất là 7 ngày trước khi đưa lợn mới đến. Trong trường hợp trại bị dịch phải để trống chuồng ít nhất là 21 ngày. Và tiếp theo mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, cao nhất là từ 31 cho tới 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, vùng núi, trung du có nơi có mưa vừa, mưa to và dông, ngày giảm mây, với nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho tới 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, vùng núi phía Tây có nắng nóng, gay gắt, với nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 34 cho tới 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 34 cho tới 37 độ. Khu vực vùng cao Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất là từ 21 cho tới 24 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 32 độ. Các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều và tối mai có mưa rào và rải rác có dông, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho tới 34 độ. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.